Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc tối ngày 26 đã đưa tin Triều Tiên đã bắn một tên lửa tầm ngắn ra vùng biển phía đông của nước này, biển Nhật Bản, từ tỉnh Hwanghae-do. Tuyên bố của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân SCZ Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn một tên lửa tầm ngắn, có thể là tên lửa Scud, ra vùng biển phía đông theo hướng đông bắc từ mũi Jangsan trên khu vực ven biển phía tây vào lúc 9 giờ 40 phút tối theo giờ địa phương, tức 19 giờ 40 theo giờ Việt Nam. Tầm bắn của tên lửa ước tính khoảng 500 km, song Bình Nhưỡng đã không áp đặt lệnh cấm bay và không báo trước vùng cấm tàu thuyền đi lại trước khi bắn tên lửa. SCZ cho biết Seoul đang phân tích động cơ vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và sự duy trì sự sẵn sàng ở mức cao, khả năng chiếc miền Bắc có thể bắn thêm các tên lửa khác. Đây là vụ phóng tên lửa lần thứ 15 của Triều Tiên trong năm nay.